Nga điều tiêm kích chặn trinh sát cơ Mỹ. Tiêm kích MiG-31 Nga xuất kích chặn trinh sát cơ B-8A của Hải quân Mỹ trên biển Na Uy và buộc máy bay này quay đầu. Hệ thống kiểm soát không phần phát hiện mục tiêu trên biển Na Uy, tiếp cận biên giới của Liên bang Nga. Tiêm kích MiG-31 thuộc lực lượng phòng không của hạm đội phương Bắc được điều động nhận dạng mục tiêu và ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 10 thông báo. Phi công chiếc MiG-31 phát hiện máy bay tuần thám và trinh sát bi 8 a xây đông của Hải quân Mỹ. Khi tiêm kích Nga tiếp cận, chiếc bi 8 a quay đầu và bay ra xa biên giới Nga. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định biên giới nước này không bị xâm phạm. Chuyến bay của tiêm kích Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về sử dụng không phận trên vùng biển quốc tế, không cắt ngang tuyến hàng không dân dụng hoặc tiếp cận nguy hiểm với máy bay nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Mỹ chưa bình luận về thông tin trên. Nga nhiều lần điều tiêm kích chặn máy bay nước ngoài trên các vùng biển gần biên giới, trong đó có Anh tạc cơ Mỹ, trinh sát cơ Anh, Đức, Pháp, Mỹ và Na Uy. Lần gần nhất hạm đội phương Bắc của Nga điều tiêm kích chặn trinh sát cơ của Mỹ là vào ngày 18 tháng 9, khi tiêm kích MiG-31 buộc máy bay tuần thám B-8A Mỹ quay đầu trên biển Barents. Mỹ và Nga nhiều lần triển khai trinh sát cơ hoặc Anh tạc cơ áp sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này song thường tiếp cận và giám sát chuyên nghiệp, an toàn. Tuy nhiên, một máy bay không người lái, uavmq 9 Ripper của Mỹ lao xuống biển đen sau vụ chạm mặt với tiêm kích Nga hồi tháng 3.